Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng. Tập 76. Chương 751. Chúng đệ tử đều ngây ngẩn chẳng hiểu vì sao các chủ lại nổi giận. Lục Châu đi tới bên cạnh thiếu niên Vu Chính Hải, nhíu mày mắng đám người, không biết lớn nhỏ. Còn không mau lại đây hành lễ với đại sư huynh các ngươi. Mọi người ngây ra như phỗng. Lúc này Tư Vô Nhai mới lên tiếng giải thích, đây là đặc tính của tộc Vô Khải, đại sư huynh không được may mắn nên mới trọng sinh thành bộ dạng thiếu niên. Mọi người giật mình, hai mắt trừng to như mắt chó. Vẻ mặt của Phan Trọng là đặc sắc nhất, trông đau khổ như vừa ăn phải ruồi. Nghĩ cách, phải mau nghĩ cách hóa giải tình thế. Có rồi. Phan Trọng không hề do dự cởi trường bào ra, tiến về phía Vu Chính Hải. Chẳng trách ta thấy ngài thật quen. Đại tiên sinh, vừa rồi ta chỉ nói đùa ngài thôi, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Dáng người ta tương tự với ngài nhất, ngài khoác tạm áo này, khi trở về cứ vứt nó đi. Đến trước mặt thiếu niên Vu Chính Hải, Phan Trọng quỳ phịch xuống, hai tay dâng trường bào lên. Chu Kỳ Phong thật không còn gì để nói, ngươi gặp được đại tiên sinh mấy lần mà đòi nhìn quen mặt. Có điều, đáng đời ngươi, may mà ta không lắm mồm lắm miệng. Ánh mắt Minh Thế Nhân nhìn thiếu niên Vu Chính Hải đầy phức tạp. Nhưng ngẫm lại đúng là chuyện này rất hợp lý. Thiếu niên này nhất định là Vu Chính Hải đã trọng sinh, thế là hắn lao lên ôm chầm lấy thiếu niên. Đại sư huynh, ta nhớ huynh muốn chết. Vu Chính Hải cau mày, khẽ rụt người lại. Biểu tình của Đoan Mộc Sinh trở nên cứng ngắc, hắn lúng túng khom người nói, đại sư huynh xin đừng trách. Lãnh La và Phan Ly Thiên đồng thời cất tiếng chào, đại tiên sinh. Hai người đã nghi ngờ từ lâu nhưng chưa dám khẳng định. Đặc biệt là khi Vu Chính Hải thi triển Đại Huyền Thiên Chương, nay nghĩ lại mới hiểu được vì sao hắn lại học nhanh đến vậy, chỉ trong giây lát đã lĩnh ngộ được tinh túy của đao pháp bậc nhất thiên hạ này. Thiếu niên Vu Chính Hải đẩy Minh Thế Nhân ra, thấy thái độ của mọi người xoay chuyển 180 độ, hắn càng trở nên câu nệ và mờ mịt. Tiểu Diên Nhi nhảy tới trước mặt hắn, cười nói, thì ra là đại sư huynh sẽ không trách ta chứ? Không. Không trách. Đại sư huynh, còn ta, Hải Loa cũng nói theo. Không trách. Mọi người âm thầm thở phào một hơi như vừa vượt qua kiếp nạn. Lục Châu gật đầu nói, vi sư biết trong lòng ngươi còn nhiều nghi hoặc. Những chuyện này rồi ngươi sẽ hiểu cả thôi. Bệ ngạn. Bệ ngạn lập tức bay tới, thả vỏ kiếm trong miệng xuống đất. Thiếu niên Vu Chính Hải kinh hỉ thốt lên, đây là vỏ kiếm của sư huynh. Hả? Sư huynh nào nữa? Đám người lại ngơ ngơ ngác ngác. Đại sư huynh chẳng phải lớn nhất rồi sao? Ai còn dám leo lên đầu huynh ấy? Thiếu niên Vu Chính Hải nhặt vỏ kiếm lên, lấy manh áo cũ nát của mình ra lau sạch bùn đất bám trên vỏ kiếm. Lục Châu hiểu ý, khẽ hỏi, ngươi gọi hắn là sư huynh. Sư huynh tên là Ngu Thượng Nhung, huynh ấy nói sẽ đưa ta đến Đại Viêm gặp sư phụ. Thiếu niên Vu Chính Hải thành thật đáp. Minh Thế Nhân tức giận bất bình nói, nhị sư huynh thật là dám chiếm tiện nghi của đại sư huynh. Phan Trọng và Chu Kỳ Phong hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó vờ như không nghe thấy gì. Nói nhiều sẽ nói sai, không mở mồm ra là tốt nhất. Nhị sư huynh, nhưng bọn họ lại gọi mình là đại sư huynh, mà mình là người nhập môn trễ nhất. Thiếu niên Vu Chính Hải ngây ngốc, hắn chẳng hiểu gì cả. Lục Châu nhìn Vu Chính Hải, không khỏi nghi hoặc. Theo Lục Châu thấy, Vu Chính Hải không phải hoàn toàn mất đi ký ức. Đan điền khí hải của hắn vẫn còn, công pháp và đao pháp đều có thể thi triển theo bản năng. Hơn nữa điều khiến Lục Châu thấy nghi ngờ là trạng thái này của Vu Chính Hải dường như khá tương tự với Tiểu Hải Loa. Nữ tử họ Lạc, Hải Loa, mất trí nhớ, thức tỉnh tu vi, mọi thứ dường như đều ăn khớp. Khi nhìn thấy Vu Chính Hải, Lục Châu đã lập tức nghĩ ngay đến việc này, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Chẳng lẽ nữ tử họ Lạc cũng là người của tộc Vô Khải? Sau khi phục sinh trở thành Hải Loa. Mà không đúng, mỗi khi tử vong đều sẽ mất đi 300 năm thọ mệnh. Lục Châu đã kiểm tra thân thể Hải Loa không ít lần, khí tức sinh mệnh trên người nàng hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn hại. Nếu không phải là trọng sinh thì rốt cuộc đó là gì? Trong quyển điển tịch có nói, Hồng Liên không hấp thu thọ mệnh như Kim Liên, như vậy có phải tu hành giả trong thế giới Hồng Liên sẽ có tuổi thọ dài hơn? Nhìn bộ dạng ngây thơ đơn thuần của Hải Loa, rất khó có thể cho rằng nàng chính là nữ tử họ Lạc từ 300 năm trước.
Nhưng ở Hải Loa lại phát sinh tình trạng thức tỉnh tu vi. Nhìn tình huống của Vu Chính Hải, Lục Châu càng tin tưởng vào khả năng này. Nghĩ tới đây, Lục Châu khẽ lắc đầu, không tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại việc quan trọng trước mắt là tìm được Ngu Thượng Nhung. Nếu không nhờ có Bệ Ngạn, cho dù bọn họ có tìm thêm 10 năm cũng sẽ không phát hiện được nơi này. Người của Ma Thiên Các chẳng mấy ai biết mặt Vu Chính Hải thời niên thiếu, trên người Vu Chính Hải cũng chỉ mặc một bộ trường bào rách nát, không bao lâu sau bộ trường bào này cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bây giờ Ngu Thượng Nhung đang ở đâu? Lục Châu hỏi. Vu Chính Hải chỉ tay về phía vực sâu vạn trượng, buồn bã nói, sư huynh vì cứu ta nên đã rơi xuống vực thẳm. Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, không ai tin nổi vào tai mình. Thiếu niên Vu Chính Hải bèn kể lại mọi chuyện xảy ra trước khi hắn hôn mê cho Lục Châu nghe. Mọi người vừa nghe vừa kinh ngạc vạn phần. Đám người Lâu Lan đúng là lòng lang dạ thú, chẳng trách nhị tiên sinh đến nay vẫn không về, thì ra đã bị Đại Vu thiết kế mai phục. Phan Ly Thiên nói, Lâu Lan chẳng có bao nhiêu Đại Vu có năng lực bày đại trận và thỉnh thần. Chuyến này đúng là đã dốc cạn túi, hy sinh nhiều vu sư như thế để đổi một mạng của nhị tiên sinh. Minh Thế Nhân lẩm bẩm, à, không tin nhị sư huynh đã chết. Sư phụ, đồ nhi phải đi tìm huynh ấy. Nói xong hắn vội vàng xoay người đi về phía vực sâu vạn trượng. Chương 752. Lục Châu bỗng lên tiếng ngăn lại, chờ đã. Minh Thế Nhân dừng bước, nghi hoặc nhìn sư phụ. Vu Chính Hải vừa phục sinh, trạng thái vẫn chưa ổn định, các ngươi ở lại nơi này để vi sư xuống tìm Ngu Thượng Nhung. Lục Châu nói, sư phụ, chúng đồ đệ lập tức khom người can ngăn. Sư phụ, tuyệt đối không thể, vực sâu vạn trượng kia là nơi thập tử nhất sinh. Tư Vô Nhai nói, xin sư phụ để đồ nhi xuống dưới tìm nhị sư huynh về. Để ta đi mới đúng, tu vi của đệ quá yếu. Đoan Mộc Sinh nói, đừng phiền phức nữa, trong số các đồng môn ở đây chỉ có ta có tu vi cao nhất, người nên đi là ta. Minh Thế Nhân lại rộng bước đi. Phan Ly Thiên cười nói, các ngươi còn trẻ, xuống đó làm gì? Lão Hủ chỉ là một lão già sắp xuống mồ, để lão Hủ đi tốt hơn. Đủ rồi, Lục Châu nâng tay ngắt lời cuộc tranh luận. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, nghi hoặc nhìn Lục Châu. Lục Châu nhìn Vu Chính Hải rồi nói chắc nịch, làm theo lời lão phu. Tuân mệnh. Mọi người không dám dị nghị gì thêm. Đứng bên rìa vực thẳm nhìn xuống, ngoại trừ bóng tối vô tận ra thì không còn thấy gì nữa. Các đồ đệ kinh ngạc nhìn. Tư Vô Nhai cảm thán nói, vực thẳm này sâu vô cùng, trong lịch sử đã có rất nhiều tu hành giả thích thám hiểm từng đến đây dò xét độ sâu của nó, nhưng đáng tiếc không ai còn mệnh quay lại. Vực sâu này đúng là quá quỷ dị, chẳng lẽ còn quỷ dị hơn cả tứ đại xâm lâm. Thiên Tâm sư muội còn có thể từ sâu bên trong xâm lâm trở về, chúng ta phải có lòng tin ở sư phụ. Đoan Mộc Sinh nói, sư huynh nói rất đúng, khi đó ai cũng bảo kẻ xâm nhập vào tứ đại xâm lâm không cách nào sống sót. Nay tu vi cao mới thấy, không chỉ xâm nhập mà có người còn mang cả tọa kỵ về. Minh Thế Nhân cười đáp, Phan Ly Thiên cũng nhớ lại thời điểm mình tiến vào Hắc Mộc xâm lâm, bèn thở dài nói, khi tu vi của con người không ngừng đề cao, những địa điểm bí ẩn trong tu hành giới cũng không ngừng bị dò xét thấu triệt. Như lạch trời này chẳng hạn, 800 năm trước nó được xưng là sống lưng của thế giới, không một ai có thể vượt qua, rốt cuộc bây giờ vẫn bị con người chinh phục. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình, thăm dò cái mới chính là một trong những bản tính đặc thù nhất của con người. Lục Châu nghĩ tới những lời tự sự của nữ tử họ Lạc. Có lẽ nàng đến được nơi này cũng là vì nghị lực thăm dò không ngừng nghỉ của mình. Mà vị đế sư Đại Viêm kia thì ngược lại, chỉ muốn tìm kiếm sự an nhàn, bình lặng. Ngu Thượng Nhung là đồ nhi của lão phu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong, Lục Châu đạp không bay về phía vực sâu vạn trượng. Các đồ đệ lập tức khom người hành lễ, đồ nhi cung tiễn sư phụ. Cung tiễn các chủ, ánh mắt Lục Châu đảo qua đám người Ma Thiên Các đứng bên bờ, vực, khẽ gật đầu, sau đó toàn thân chìm dần xuống vực. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Lục Châu đã bị bóng tối nuốt chửng. Lục Châu vẫn duy trì tốc độ bay xuống, từ dưới nhìn lên có thể thấy ánh sáng mờ nhạt của bầu trời. Cương phong gào thét bên tai, Lục Châu mở nguyên khí hộ thể lên, tăng tốc rơi xuống. Bầu trời lúc này chỉ còn là một khe hẹp mờ tối. Chẳng lẽ vực thẳm này thật sự không thấy đáy? Tiếp tục rơi xuống một khoảng thời gian, Lục Châu đột nhiên cảm nhận được một lực hút thật mạnh đang hút hắn chìm xuống.
như thể bên dưới có ai đó đang lôi kéo hắn, khiến nguyên khí tiêu hao nhiều hơn hẳn lúc trước. Với tu vi của Ngưu Thượng Nhung, dù có rơi xuống cũng không thể nào ngã chết được. Lục Châu cảm giác được lực hút càng lúc càng lớn. Một khi lực hút mạnh hơn điểm thăng bằng thì tu hành giả không thể bay lên được nữa. Rốt cuộc Ngưu Thượng Nhung đang ở đâu? Khi chút ánh sáng trên đỉnh đầu hoàn toàn trở nên u ám, Lục Châu hơi dừng lại, trong lòng có chút hối hận. Hắn đã quên bổ sung lực lượng phi phàm trước khi bay xuống. Sau khi đánh với Tạp La Nhĩ một trận, trong cơ thể Lục Châu chỉ còn lại một nửa lực lượng phi phàm. Lại thêm tu vi thật sự của hắn chỉ là Lục Diệp, lỡ như gặp phải thứ gì mạnh hơn mình rất nhiều thì coi như xong. Lục Châu quyết định mở giao diện hệ thống lên xem để bản thân thấy an lòng hơn một chút. Điểm công đức 8.103 điểm. Thật thảm, một tấm thẻ một kích chí mạng có giá 10.000 điểm công đức. Khóc không ra nước mắt. Xem xong, Lục Châu cảm thấy đạo tâm càng lúc càng bất ổn. Biết thế không nhìn, đóng lại giao diện, Lục Châu tiếp tục chìm xuống. Cùng lúc đó, trên bờ vực, các đồ đệ và trưởng lão Ma Thiên Các đều đứng chờ đã lâu. Mãi không thấy Lục Châu trở về, mọi người đều bắt đầu thấy lo lắng. Tư Vô Nhai nói, xem ra vực thẳm này sâu hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Sư phụ sẽ không trở về ngay được, Cổ La Thôn có sẵn phòng ốc, hay chúng ta quay về đó trước đi. Mọi người đều gật đầu, chỉ duy có Vu Chính Hải là mạnh mẽ lắc đầu. Không, có lẽ do lòng căm hận đối với Cổ La Thôn quá sâu nên khi vừa nghe thấy cái tên này, Vu Chính Hải đã có phản ứng rất lớn. Tư Vô Nhai vội vàng nói, đại sư huynh, vậy chúng ta tạm thời dựng lều ở khu vực này nhé. Được, thiếu niên Vu Chính Hải gật đầu, mọi người cũng đã hiểu ra, không ai nhắc tới Cổ La Thôn nữa. Minh Thế Nhân bước tới, niềm nở nói, đại sư huynh, để ta cầm đao giúp huynh. Mời huynh sang bên này. Vu Chính Hải khó lòng thích ứng, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc. Những người khác tuy cảm thấy hơi mất tự nhiên khi đại đệ tử Ma Thiên Các lại có bộ dạng trẻ trung thế này. Nhưng có Tư Vô Nhai chứng thực, dù có hơi ngượng nghịu thì bọn họ cũng phải tỏ ra cung kính. Duy chỉ có Minh Thế Nhân là biểu hiện khá tự nhiên thoải mái. Đại sư huynh, ngồi đây này, ta đã lau sạch, huynh ngồi tạm nhé. Minh Thế Nhân nịnh nọt nói. Đoan Mộc Sinh lườm hắn một cái, trầm giọng nói, lão tứ, đệ hết thuốc chữa rồi, có vỗ mông ngựa cả ngày cũng không khiến tu vi của đệ cao lên được đâu. Minh Thế Nhân lúng túng lùi lại. Đoan Mộc Sinh tháo túi nước bên hông xuống, đưa tới trước mặt thiếu niên Vu Chính Hải. Nước này lấy từ dưới giếng sâu ở Đại Viêm, rất ngọt và mát. Thiếu niên Vu Chính Hải giật mình nhìn túi nước, trên mặt hiện vẻ xúc động. Minh Thế Nhân mặt ngây ra, đầu dây dấu chấm hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753. Vu Chính Hải cầm lấy túi nước, khẽ nói, cảm ơn. Mọi người lại được một phen mở rộng tầm mắt. Từ xưa tới nay bọn hắn chưa thấy đại sư huynh nói cảm ơn ai bao giờ. Ngoài bộ dạng thay đổi, thái độ của Vu Chính Hải cũng biến hóa tới mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đại sư huynh, Tiểu Diên Nhi nhảy chân sáo đến trước mặt thiếu niên Vu Chính Hải. Ngươi là, lúc trước ta là tiểu sư muội, hiện tại trở thành cửu sư muội. Đây là Hải Loa, đồ đệ sư phụ mới thu nhận. Tuy rằng huynh không nhớ được ta nhưng ta vẫn nhớ huynh, cảm ơn huynh đã tặng ta Đạp Vân Hoa. Tiểu Diên Nhi nói, thiếu niên Vu Chính Hải gãi gãi đầu, càng thêm ngơ ngác. Những lời của Tiểu Diên Nhi hắn chẳng hề có chút ấn tượng nào. Tư Vô Nhai thấy thế bèn đi tới trước mặt Vu Chính Hải, bắt đầu giải thích đầu đuôi. Từ thân thế của hắn đến việc hắn bái sư Ma Thiên Các, sau đó thành lập U Minh Giáo rồi đánh hạ Cửu Châu, tiến đánh Thần Đô. Vu Chính Hải nghe mà kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Mọi người biết chuyện này rất khó có thể tiếp nhận nên không ai đến quấy rầy Vu Chính Hải nữa, ai nấy đều rời đi để hắn được yên lặng suy ngẫm. Đảo mắt đã trôi qua một đêm. Sáng hôm sau, mọi người lại đến bên bờ vực nhìn xuống, vẫn không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Cùng lúc đó, Lục Châu vẫn đang tiếp tục rơi. Xung quanh là một mảnh đen kịt không chút ánh sáng. Càng xuống sâu, lực hút tác động lên cơ thể càng mạnh. Để tìm kiếm Ngưu Thượng Nhung, thỉnh thoảng Lục Châu lại đánh ra một đạo trường ấn lóng lánh kim quang tựa như đèn lồng rọi sáng bốn phía. Hả? Lục Châu đột nhiên phát hiện trường ấn không đánh trúng vách đá như lúc trước.
chẳng lẽ xuống đến đáy vực rồi? Toàn thân Lục Châu ngừng lại giữa không trung, bàn tay hội tụ nguyên khí ngưng lại thành cương. Lực hút bên dưới rất lớn khiến Lục Châu không ngừng tiêu hao nguyên khí. Lục Châu nhấc tay, bàn tay hiện ra kim quang rọi sáng bốn phương tám hướng. Xung quanh hắn không có thứ gì, chỉ là một khoảng không mênh mông vô tận. Lần này, Lục Châu đánh ra một chưởng hướng xuống phía dưới. Phốc! Một thanh âm thanh thúy vang lên khiến Lục Châu mừng rỡ. Đúng là đã chạm đáy. Lục Châu tiếp tục phi hành xuống đáy vực, song chưởng nâng lên tạo thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy một màn khiến người khó lòng tin nổi. Đáy vực là một vùng biển mênh mông vô tận, không thấy bờ bến. Điều càng bất ngờ hơn chính là nước biển lại có màu đen. Hắc thủy, nơi này tựa như một vùng trời mới. Lục Châu lăng không lơ lửng cách mặt biển một khoảng, không chạm vào đám hắc thủy kia. Quả cầu ánh sáng trên tay giúp hắn quan sát toàn cảnh vùng biển. Lục Châu phát hiện, khi đang lơ lửng trên không trung, Lục Châu vẫn bị đẩy di chuyển về phía trước. Lục Châu nhíu mày. Chẳng trách tìm mãi không thấy Ngô Thượng Nhung, nếu cứ không ngừng di chuyển thế này thì rất khó có thể tìm ra hắn. Mặt biển hắc thủy yên tĩnh như một mặt gương, không hề có sóng lớn dập dờn hay nước biển di động. Lục Châu phi hành một đoạn, nhìn thấy một bãi đá ngầm bèn đáp xuống. Trên bãi đá cũng an tĩnh đến dị thường. Lục Châu ngồi xuống tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng không ngừng cảnh giác mọi biến hóa xung quanh. Nhớ ra mình có thần thông thính lực, Lục Châu quyết định sử dụng thử tại nơi này. Bên tai dần xuất hiện lam quang nhàn nhạt, thính lực Lục Châu khuếch tán ra thật xa nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào. Soạt, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một con hồng ngư tỏa ra quang mang màu đỏ. Lục Châu đánh ra một chưởng ma đà thủ ấn. Trưởng ấn mang theo lam quang bay về phía hồng ngư, tóm lấy nó rồi kéo về. Một loài cá tỏa ra quang mang màu đỏ sao. Điều này quả thật đã phá vỡ thế giới quan của Lục Châu. Hắn cầm hồng ngư trên tay, phát hiện sinh mệnh lực và lực lượng trong cơ thể nó cực kỳ sung túc, mạnh hơn một con cá thông thường gấp trăm lần. Hồng ngư không ngừng giãy giụa, nó muốn trở về với biển hắc thủy. Nghiệt xúc, Lục Châu đánh nó một kích. Phốc một tiếng, hồng ngư phun ra một viên cầu tỏa quang mang màu đỏ nhạt. Viên cầu trông như hồng bảo thạch rơi vào tay Lục Châu. Tinh, thu hoạch được một thẻ hồng ngư chi tâm. Hồng ngư chi tâm có thể cung cấp 100 năm tuổi thọ. Lợi hại như vậy, Lục Châu kinh ngạc nghĩ, tiện tay bắt được đã có 100 năm tuổi thọ. Nghĩ ngợi một lát, Lục Châu cất thi thể hồng ngư và viên hồng ngư chi tâm đi, sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí. Nguyên khí nơi này cực kỳ nồng đậm, tốc độ khôi phục cũng nhanh kinh người. Để khôi phục cả lực lượng phi phàm, Lục Châu quyết định nghỉ ngơi trên bãi đá ngầm một khoảng thời gian. Nơi này không có mặt trăng mặt trời, Lục Châu chỉ có thể dựa vào giác quan để ước đoán thời gian. Không biết đã qua bao lâu, bên tai Lục Châu bỗng truyền đến tiếng sóng biển. Lục Châu mở mắt nhìn về phía trước. Cùng một chỗ nơi hồng ngư từng xuất hiện đột nhiên đánh ra sóng to gió lớn, hắc thủy không ngừng dâng lên. Đây là... Soạt! Lực lượng phi phàm trong cơ thể Lục Châu đã khôi phục được 7-8 phần. Lục Châu không hề do dự tung người nhảy lên tránh đi cơn sóng hắc thủy, lăng không lơ lửng. Sóng văng tung tóe, một con hồng ngư cực kỳ khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Khi đầu hồng ngư lao ra khỏi hắc thủy, hồng quang trên thân nó tỏa sáng rực rỡ đến lóa mắt. Lục Châu cảm nhận được địch ý trong mắt hồng ngư, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Nơi này không thích hợp ở lâu. Lục Châu đạp không bay lên cao, vỗ ra một chưởng để tạo lực đẩy bay đi, nhưng con hồng ngư khổng lồ kia đột nhiên há to miệng hút mạnh. Nó muốn thôn phệ Lục Châu. Hắc thủy cuồn cuộn tạo thành sóng lớn ngập trời. Xúc sinh. Lục Châu mắng một tiếng rồi nâng tay lên, bốn chữ triện lớn tuyệt thánh khí chí xuất hiện quanh các ngón tay mang theo lam quang. Năm ngón tay áp xuống. Đây là chưởng ấn mạnh nhất từ trước tới nay của Lục Châu, tiêu hao hết một nửa lực lượng phi phàm trong cơ thể. Vì Lục Châu cảm nhận được con hồng ngư khổng lồ này còn mạnh mẽ hơn những cường giả Bát Diệp hắn từng gặp. Chương 754. Tuyệt thánh khí chí cực đại giáng xuống nhưng chỉ miễn cưỡng to bằng cái đầu của nó. Cương khí bắn ra tung tóe giữa bầu trời đêm trông như pháo hoa rực rỡ. Hồng ngư kêu lên một tiếng rồi lặn xuống mặt nước, chìm trong hắc thủy. Lục Châu nhíu mày. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Một nửa lực lượng phi phàm lại không thể đánh giết được sinh vật này. Nó quá mạnh.
Lục Châu bỗng nghĩ tới Thừa Hoàng Vạn Năm trong lời miêu tả của Diệp Thiên Tâm. Đây là sinh vật ở Hồng Liên địa giới. Lục Châu vừa lơ lửng trên không trung vừa nhíu mày suy nghĩ. Nếu nơi đây thật sự là Hồng Liên địa giới, vậy con người làm sao có thể sinh tồn trong không gian hắc ám và hắc thủy mênh mông vô bờ này? Đại Viêm Đế Sư, nữ tử họ Lạc, Hải Loa, đều là tu hành giả đến từ Hồng Liên địa giới. Trong ghi chép của nữ tử họ Lạc từng đề cập tới, Đại Viêm và nơi nàng sinh sống không chênh lệch bao nhiêu. Thế thì đây là đâu? Trong lúc Lục Châu còn đang suy tư thì đằng xa, sóng to gió lớn lại kéo tới dày đặc. Con hồng ngư khổng lồ kia bỗng nhảy vọt ra khỏi mặt nước, trông nó càng phẫn nộ hơn trước, lực lượng công kích tới cũng mạnh hơn rất nhiều. Muốn báo thù lão phu, Lục Châu nhớ tới con hồng ngư bé nhỏ kia và viên hồng ngư chi tâm. Một con cá bé như vậy đã có trăm năm thọ mệnh, vậy con cá khổng lồ này thì sao? Thế nhưng lực lượng phi phàm trong cơ thể hắn chỉ còn có một nửa. Nếu lại dùng hết thì phải tốn thêm thời gian khôi phục, mà nơi này tuy nguyên khí nồng nặc nhưng lại có quá nhiều nguy hiểm. Lục Châu không dám chắc chắn trong lúc hắn còn đang khôi phục, liệu có sinh vật nào càng mạnh mẽ hơn lao tới công kích mình hay không? Thôi vậy, Lục Châu nhấc tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm thẻ một kích chí mạng. Năm ngón tay co lại, thẻ đạo cụ vỡ nát. Một vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện trong tay Lục Châu, xoay theo chiều ngược kim đồng hồ, trong khoảnh khắc tạo thành một trưởng đại vô ý ấn. Vô ý xuất hiện, chúng sinh không ngại, vạn dân an lòng. Trưởng ấn cực lớn rọi sáng phương viên vạn mét, bao trùm toàn bộ thân thể hồng ngư. Ầm, âm thanh va chạm vang, vọng khắp thiên địa, toàn bộ hắc thủy bị khuấy động tạo thành sóng to gió lớn. Cương khí giao thoa bắn ra tia lửa chói lọi trên bầu trời. Tinh, đánh giết hung thú xích diêu, ban thưởng 5.000 điểm công đức. Ban thưởng bậc này khiến Lục Châu không tài nào ngờ tới. Xích diêu, đây là tên của hồng ngư. Cương khí tung hoành một lát rồi từ từ biến mất. Xích diêu đã bị đập tan, giữa không trung chỉ còn lưu lại một quả cầu màu đỏ. Lục Châu bay tới thu quả cầu vào tay. Tinh, thu hoạch được một thẻ xích diêu chi tâm. Xích diêu chi tâm có thể cung cấp 1.200 năm tuổi thọ. 1.200 năm tuổi thọ là trùng hợp sao? Con số này trùng hợp với con số do nữ tử họ Lạc tổng kết được. Tu hành giả Đại Viêm muốn đột phá cửu diệp cũng cần 1.200 năm tuổi thọ. Lục Châu cởi trường bào ra, đặt thi thể con hồng ngư nhỏ, hồng ngư chi tâm và xích diêu chi tâm vào trong rồi buộc lại, đeo trên lưng. Lúc này hắn đã chẳng quan tâm đến việc phải giữ hình tượng. Lục Châu mở giao diện hệ thống lên, mua thẻ một kích chí mạng. Sau khi mua bổ sung một tấm thẻ trị giá 10.000 điểm công đức, Lục Châu chỉ còn lại hơn 3.000 điểm. Cho nên việc dùng thẻ đạo cụ để kiếm thật nhiều xích diêu chi tâm là chuyện không thể thực hiện được. Lục Châu mua tấm thẻ này cũng chỉ vì muốn thử thời vận, xem thử còn con xích diêu thứ hai nào nữa hay không. Xích diêu chi tâm nếu thật sự có thể tăng thọ mệnh thì đây chính là thứ giúp tu hành giả đột phá cửu diệp. Cho dù thẻ một kích chí mạng bán giá 20.000 điểm công đức, Lục Châu cũng phải mua. Đáng tiếc, Lục Châu đã bay tới bay lui trên mặt biển hắc thủy rất lâu nhưng lại chẳng thấy một con xích diêu nào nữa, ngay cả những hung thú khác cũng không xuất hiện. Hẳn là loại hung thú mạnh mẽ như xích diêu sẽ có lãnh địa riêng của mình, các loài hung thú khác đều không dám tới gần. Vực sâu vạn trượng này có quá nhiều bí mật, cũng quá mức hung hiểm. Trầm ngâm một lát, Lục Châu cảm thấy mình nên trở về. Lục Châu đạp không bay lên cao. Mỗi khi lực hút xuất hiện, hắn sẽ thi triển một chút lực lượng phi phàm để triệt tiêu lực hút này. Từ dưới nhìn lên, Lục Châu trông như một vì sao đang bay thẳng lên bầu trời hắc ám, chẳng mấy chốc đã dần biến mất trong bầu trời đêm. Tại một khu vực lân cận vực sâu vạn trượng, trong một chướng bồng, Tư Vô Nhai không ngừng phác họa lại địa đồ, cuối cùng hoàn thành bức vẽ về địa hình hoàn chỉnh của vực thẳm. Đây là địa đồ toàn bộ khu vực sâu vạn trượng, chúng ta bay mất khoảng 8 ngày. Phía nam rộng nhất, phía bắc hẹp nhất, tương đương 1/5 chiều dài của lạch trời. Vị trí của Cổ La Thôn cách chúng ta không xa, phía tây là địa phận của Nhu Lợi, bị rừng cây ngăn trở. Phía bắc vượt qua mấy khe núi chính là Vân Nộ Giang. Phía tây Vân Nộ Giang là Nhung Bắc, Tư Vô Nhai giải thích. Để vẽ mấy thứ này có tác dụng gì? Minh Thế Nhân xem thường nói. Tứ sư, huynh, đây là cái nhìn toàn cục. Vực sâu này quá lớn, bên dưới có thứ gì chúng ta đều không biết. Sư phụ muốn tìm nhị sư huynh chắc chắn sẽ bay loạn dẫn tới mất phương hướng, cho nên dựa vào bức vẽ này,
ta đã phái người tiếp ứng ở bên bờ vực thẳm trong toàn khu vực, chờ sư phụ trở về. Tư Vô Nhai nói, chỉ là phía nam của vực thẳm cực kỳ rộng lớn, lại tiếp giáp với phần lạch trời cao nhất nên người của ta không cách nào chạm tới. Minh Thế Nhân giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đệ lợi hại, đa tạ tứ sư huynh khích lệ. Lúc này Phan Trọng bỗng đi tới, khom người nói, thất tiên sinh, Hoàng Thành báo tin tới, tên tu hành giả Bát Diệp kia đã bị Lục tiên sinh phối hợp với giáo chủ cổ thánh giáo đánh giết. Tốt, Tư Vô Nhai gật đầu, Nhu Lợi chết đi nhiều cao thủ như vậy, e là sẽ càng kích thích một đám cao thủ khác. Minh Thế Nhân nói, Tư Vô Nhai đáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì liên minh 12 nước hẳn sẽ được thành lập sớm thôi. Tạp La Nhĩ đã là Bát Diệp rưỡi, một khi bọn hắn xuất hiện một vị cửu diệp. Đó chính là lúc liên minh 12 nước chân chính đi vào hoạt động. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755. Một đám ô hợp mà thôi, Minh Thế Nhân phất tay. Lúc này thiếu niên Vu Chính Hải bỗng nhiên đi tới bên ngoài chướng bồng, nói, ta có một yêu cầu quá đáng. Minh Thế Nhân vội vàng khom người, chắp tay nói, đại sư huynh, huynh nói vậy sẽ khiến bọn đệ tổn thọ đó. Huynh chỉ việc phân phó là được. Mọi người đều nói ở đây tu vi của ngươi cao nhất, cho nên ta muốn tìm ngươi luận bàn một chút, không biết ngươi có thời gian không? Minh Thế Nhân đầu đầy dấu hỏi chấm, hoang mang cực điểm. Lời này, nên đáp thế nào? Ai giúp ta với? Ta biết gần đây có một bãi đất trống, rất thích hợp để luận bàn, sẽ không làm mất thời gian của ngươi quá nhiều. Gần đây ta cảm thấy đao pháp của mình đã tinh tiến không ít. Hả? Sao sắc mặt ngươi khó coi quá vậy? Thật xin lỗi, yêu cầu của ta khiến ngươi khó chịu sao? Minh Thế Nhân vội vàng lắc đầu, đại sư huynh đừng nói như vậy. Huynh cứ như đang bị nhị sư huynh nhập ấy. Bị nhập? Không, không có gì. Được thôi, chỉ là luận bàn thôi mà. Đi, đại sư huynh, ta luận bàn với huynh. Trong đầu Minh Thế Nhân lúc này đã nghĩ ra đủ loại kế hoạch chu đáo khiến bản thân bị đánh bại mà không quá phô. 10 ngày trôi qua, Lục Châu đã phi hành đến chết lặng. Nếu không nhờ có xích diêu chi tâm vẫn luôn tản ra ánh sáng yếu ớt giúp Lục Châu nhận ra mình đang bay lên, thì Lục Châu đã mất phương hướng từ lâu. Đáng tiếc là, chuyến đi này không tìm được Ngu Thượng Nhung. Nhưng Lục Châu có thể xác nhận, Ngu Thượng Nhung chưa chết. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Lục Châu đã không còn nhận ra ngày hay đêm, mãi cho đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời lần nữa và phát hiện trên bầu trời đen hắc ám có một vầng trăng xuất hiện. Mặt trăng, Lục Châu phấn chấn kêu lên, lão phu trở về rồi. Nguyên khí còn lại trong cơ thể Lục Châu không nhiều, cũng may lực hút đã biến mất từ lâu, nay nhìn thấy mặt trăng khiến hắn thả lỏng không ít. Lục Châu nâng tay đánh ra một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn lóng lánh kim quang rọi sáng quang cảnh xung quanh, Lục Châu rốt cuộc nhìn thấy vách đá treo leo. Vù, Lục Châu bay ra khỏi vực sâu vạn trượng. Đất trời rộng lớn bao la, cảm giác áp bách biến mất, ánh trăng sáng rọi bầu trời đêm, tâm tình Lục Châu tốt lên rất nhiều. Lục Châu đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng các đồ đệ đâu, bên bờ vực cũng không có bất kỳ thứ gì. Cúi đầu nhìn xuống vực sâu bên dưới chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, dù là lòng Lục Châu có vững như bàn thạch cũng phải dựng tóc gáy, hắn vội vàng bay ra rồi đáp xuống một khu đất trống. Đi được một lát, Lục Châu phát hiện địa hình nơi này có vẻ gập ghềnh dốc đá. Tránh đi từng khối cự thạch, Lục Châu mới phát hiện nơi đây có dạng hình chữ bát, mà bên cạnh là vực sâu vạn trượng. Tiếng gió núi gào thét thổi tới, Lục Châu ngẩng đầu nhìn tuyết đọng xung quanh. Lạch trời, lúc này hắn mới ý thức được mình đang ở trên lạch trời. Nơi này là vùng cực nam của lạch trời, là cột sống cao nhất của thế giới, nơi không ai có thể vượt qua trong truyền thuyết. Đúng là không thể ngờ tới, nơi này không có tuyết rơi, những vụn tuyết đọng xung quanh hẳn là từ nơi khác thổi tới. Gió thổi lúc to lúc nhỏ, Lục Châu che giấu đi quang mang màu đỏ trong bọc đồ trên lưng rồi rộng bước định rời khỏi đây. Chân vừa đạp không, bên tai Lục Châu đột nhiên truyền tới một giọng nói tang thương trầm thấp, không ngờ các hạ vẫn chưa chết. Nếu là người bình thường, nghe được tiếng nói này có lẽ sẽ giật bắn mình. Nhưng Lục Châu vừa rời khỏi vực sâu hắc ám nên kỳ thật hắn có chút mong chờ khi nghe tiếng người nói. Lục Châu xoay người lại. Ai đó? Lục Châu men theo con dốc đi tới, phát hiện bên con dốc dựng đứng có một sơn động nhỏ.
Âm thanh vừa rồi truyền ra từ nơi đó. Ánh trăng vừa vặn không dọi tới khu vực này nên người khác rất khó phát hiện sự tồn tại của sơn động. Một bóng dáng đang chậm rãi bước ra khỏi sơn động. Hư ảnh mông lung như một đám sương mù, cho đến khi ánh trăng chiếu tới mới dần dần biến thành một bóng người. Thoạt nhìn hắn là một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi, râu vẫn còn đen xám, ánh mắt thâm thúy, dáng người gầy gò, toàn thân toát ra một cỗ ngạo khí nhàn nhạt. Trên đỉnh Lạch Trời, người có thể bảo trì phong thái như vậy chắc chắn là kẻ có địa vị không thấp. Tại hạ là Khương Văn Hư, lại gặp mặt rồi, lại gặp mặt. Lục Châu dò xét người này, nghi hoặc nói, lão phu vốn không quen ngươi, sao lại nói thế? Khương Văn Hư lạnh nhạt lắc đầu, giọng vẫn trầm thấp mà mạnh mẽ, ta đã gặp các hạ 3 lần. Hửm, lần thứ nhất là khi ta vừa mới đến đây, nghe nói các hạ là vị bát diệp đệ nhất đương thời nên đến cầu kiến. Khương Văn Hư tiếp tục nói, lần thứ hai các hạ cùng ta trò chuyện, ta nói với các hạ về tai nạn xuất hiện khi cửu diệp hàng lâm. Các hạ đã đồng ý sẽ không để cửu diệp xuất hiện ở thế giới này, đồng thời phong ấn ký ức của mình. Nhưng không biết vì sao các hạ lại vi phạm lời hứa hẹn, muốn đột phá cửu diệp. Lần thứ ba, các hạ bị thập đại cao thủ vây công dẫn tới bị thương. Các hạ không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy các hạ. Nói tới đây, Khương Văn Hư dừng lại. Lục Châu đã đoán ra được thân phận người này. Đế sư Đại Viêm, bọn hắn thường gọi ta là Khương Thái Công. Khương Văn Hư đáp, quả nhiên là ngươi. Gió dần mạnh lên, nhưng thân ảnh Khương Văn Hư không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Mọi chuyện rốt cuộc cũng rõ ràng. Tu hành giả có thể xuất hiện ở đây để trông coi vực sâu này thì chỉ có thể là đế sư và vị nữ tử họ Lạc đầy nghị lực của Hồng Liên địa giới. Khi lão phu bị thập đại cao thủ vây công, chính ngươi là kẻ đã đánh lén lão phu. Lục Châu hỏi, ta không còn lựa chọn nào khác. Khương Văn Hư chắp tay nói, các hạ đã tự phong ấn ký ức, từ bỏ việc tấn thăng cửu diệp, vì sao lại còn chấp nhất như vậy? Lục Châu lắc đầu hỏi ngược lại, cửu diệp thật sự sẽ mang đến tai nạn. Nghe vậy, Khương Văn Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn trầm ngâm nhìn về phía vực sâu rồi nói, xích diêu chỉ là một giọt nước trong biển cả. Con người là thức ăn ngon miệng đối với chúng. Súc sinh đã khó đối phó, lòng người lại càng khó liệu hơn. Chương 756. Ngươi đến từ Hồng Liên địa giới, ngươi cho rằng bọn họ sẽ hủy diệt nơi này. Lục Châu hỏi, sắc mặt Khương Văn Hư vẫn bình tĩnh không hề tỏ ra bất ngờ. Trầm mặc một lát, hắn thản nhiên nói, các hạ đã bị trọng thương, lại bị thập đại cao thủ vây công, sao có thể sống sót đến bây giờ? Nhờ may mắn, Lục Châu lạnh nhạt đáp, câu trả lời rất qua loa lấy lệ. Các hạ đã nhìn thấy xích diêu chưa? Khương Văn Hư hỏi. Không chỉ nhìn thấy, lão phu còn tiện tay giết nó. Lục Châu nói. Khương Văn Hư cả kinh, mày nhíu lại. Dưới ánh trăng, gương mặt của hắn đầy vẻ nghi ngờ. Lão phu hỏi ngươi, lão phu đã là cửu diệp, cái thứ ngươi gọi là tai nạn kia bây giờ đang ở đâu? Khương Văn Hư kinh ngạc bước lên mấy bước, ánh mắt nhìn Lục Châu đầy dò xét. Cửu diệp, nếu không tận mắt nhìn thấy, lòng ta khó yên. Lục Châu sao có thể tùy tiện gọi ra pháp thân, cho dù có thể ngụy trang thì pháp thân cũng không phải thứ có thể tùy tiện gọi ra cho người khác xem. Hắn thích đoán, Lục Châu sẽ để hắn đoán. Hồng Liên tuy không hấp thu thọ mệnh nhưng hẳn cũng bị thiên địa ràng buộc. Mọi người đều muốn phá vỡ ràng buộc này, ngươi ngăn cản được sao? Khương Văn Hư thở dài nói, xem ra các hạ đã gặp Lạc Thời Âm. Lạc Thời Âm, Lục Châu lặp lại cái tên này. Khương Văn Hư xoay người đi. Về phía sơn động, khẽ nói, nàng ta cũng như ngươi, đều là người điên. Nàng ta hiện đang ở đâu? Lục Châu hỏi. Khương Văn Hư trầm mặc không nói. Nàng ta cổ vũ mọi người gia tăng thực lực để đột phá gông xiềng, hoàn toàn ngược lại với ngươi. Các ngươi đến từ một nơi nhưng lại có hai thái độ khác biệt. Không. Khương Văn Hư đưa lưng về phía Lục Châu. Nàng ta cũng không biết việc mình đang làm ngu xuẩn cỡ nào. Các hạ đã gặp xích diêu thì nên hiểu sự cường đại của nó. Cho dù là tu hành giả Hồng Liên cường đại cũng không dám khinh thường xích diêu. Sau đó thì sao? Mời các hạ gọi ra pháp thân. Khương Văn Hư đứng bên cửa khẩu sơn động, xoay người lại đối mặt với Lục Châu. Lục Châu lắc đầu. Ngươi bảo ta gọi thì ta phải gọi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Văn Hư mang vẻ mặt tang thương, chậm rãi nói, các hạ có rất nhiều bí mật,
chỉ tiếc ta đã không còn nhiều thời gian. Ta hy vọng các hạ có thể tự hạ tu vi mình xuống. Nếu lão phu không đồng ý, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Chỉ bằng ngươi? Lục Châu nghi hoặc, đừng nghi ngờ năng lực của ta. Nói xong, Khương Văn Hư nhấc tay đánh ra một chưởng. Lục Châu cũng giơ tay tung ra một đạo chưởng ấn tỏa quang mang màu xanh lam. Khi Khương Văn Hư nhìn thấy chưởng ấn màu xanh lam, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, lam quang. Ầm. Chưởng ấn màu xanh lam va chạm với chưởng ấn của Khương Văn Hư rồi đánh tan nó, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Nhưng điều khiến Lục Châu kinh ngạc là chưởng ấn xanh lam lại bay xuyên qua thân ảnh của Khương Văn Hư rồi tự động tiêu tán. Khương Văn Hư vẫn đứng yên tại chỗ, thân ảnh hắn dần dần trở nên mơ hồ. Chẳng trách, chẳng trách. Tiếng nói của Khương Văn Hư đã nhỏ đi nhiều. Chẳng trách cái gì? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nếu muốn tìm lại ký ức, các hạ hãy tới Lâu Lan. Nếu các hạ đã tự xưng mình là Cửu Diệp, vậy ta đành phải giết các hạ thêm lần nữa. Nói xong, hư ảnh nhấp nháy mấy cái rồi biến mất. Lục Châu giật mình. Chẳng trách thân ảnh của Khương Văn Hư có vẻ không chân thực, mà trưởng ấn của hắn cũng không tỏa ra hồng quang. Lục Châu bước vào bên trong sơn động, nhấc tay lên gọi ra cương ấn chiếu sáng bốn phía. Ở giữa động có khắc họa một vòng tròn lớn, bên trong vẽ đầy các ký hiệu quỷ dị. Xung quanh khắc đầy phù văn màu đỏ, nhưng vì niên đại quá xa xưa nên phù văn đã bong chóc ra từng mảng. Xem ra, Khương Văn Hư đã ở đây từ lâu để phòng ngừa người khác đến ăn cắp xích diêu. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, vực sâu vạn trượng không phải nơi mà tu hành giả bình thường có thể tiến vào. Cho dù là Bát Diệp xuống tới cũng không thể là đối thủ của xích diêu, thậm chí còn trở thành thức ăn trong bụng nó. Vậy thì Khương Văn Hư ở đây để làm gì? Lục Châu nhớ lại cảnh tượng dưới đáy vực. Tối tăm mù mịt không thấy nhật nguyệt, biển đen mênh mông vô bờ bến. Nơi đó tuyệt đối không phải là Hồng Liên địa giới. Mục đích của Khương Văn Hư rõ, ràng là muốn ngăn cản Cửu Diệp xuất hiện. Như vậy vực sâu vạn trượng này rất có thể là một thông đạo dẫn tới Hồng Liên địa giới. Lục Châu nâng tay vỗ trán, nghĩ ra điểm mấu chốt thì đã muộn. Bản thân hắn bị trôi về lạch trời phía nam. Vậy, Hồng Liên địa giới rất có khả năng nằm ở vực sâu phía bắc. Ngu Thượng Nhung. Nếu Ngu Thượng Nhung rơi xuống Hồng Liên địa giới, e là sẽ giữ nhiều lành ít. Lục Châu xoay người rời khỏi sơn động, rời khỏi lạch trời phi hành xuống, miệng khẽ gọi, Bạch Trạch. Hai ngày sau, trong trướng bồng, Tư Vô Nhai nhìn bản địa đồ vực sâu vạn trượng, nghi hoặc nói, Tứ sư huynh, huynh có cảm thấy vực sâu hẹp dài này có vẻ hơi kỳ quái không? Kỳ quái chỗ nào? Minh Thế Nhân lắc đầu, giữa vùng núi xuất hiện một vực sâu là chuyện bình thường. Phía nam vực sâu thông với đỉnh cao nhất của lạch trời, phía bắc ta đã cho người điều tra. Vậy mà vực sâu không hề thông với Vân Nộ Giang, đến phía bắc đột nhiên biến mất. Tư Vô Nhai nói, chuyện này rất bình thường mà, đó là vách núi chắn ngang. Minh Thế Nhân nói, không phải, Tứ sư huynh, huynh nhìn kỹ đi. Tư Vô Nhai vừa nói vừa chỉ tay vào bức địa đồ. Minh Thế Nhân cúi đầu quan sát, nghe Tư Vô Nhai giải thích, khi ta còn là thái phó trong cung, từng nhìn thấy bức địa đồ tương tự như vậy. Lúc đó ta còn tưởng là ai đó tùy tiện vẽ vời, nay nghĩ lại mới thấy bức vẽ trong cung chính là hẻm núi này. Hẻm núi? Đúng vậy, nơi này rất giống một hẻm núi, Vân Nộ Giang là hạ du, đỉnh lạch trời là thượng du. Thượng du xuống tới hạ du thì hẳn phải là một bình nguyên, sao có thể xuất hiện một hẻm núi? Tư Vô Nhai nói. Tư Vô Nhai là người rất có học thức, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết được những chuyện này cũng không kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com Chương 757. Minh Thế Nhân nghe vậy bèn hỏi, ý đệ là trong hẻm núi này có điều kỳ quặc. Đúng vậy. Với bản lĩnh của nhị sư huynh, không có khả năng huynh ấy bị té vực chết, càng không thể nào bay không nổi. Từ đó ta cho rằng có một lực lượng kỳ quái nào đó đã khiến huynh ấy không thể bay lên, thậm chí là bị kéo xuống. Có lý. Minh Thế Nhân gật đầu. Người vẽ lại hẻm núi này trong cung. Rất có khả năng chính là đế sư. Tư Vô Nhai nói. Minh Thế Nhân nghe vậy lập tức cười bảo, ta nghe cửu sư muội nói lúc ở trong hoàng cung sư phụ đã nhận được một bức thư do đế sư để lại. Còn có bản điển tịch ghi chép nhật ký của nữ tử họ Lạc. Hai mắt Tư Vô Nhai tỏa sáng, lộ vẻ mừng rỡ,
chúng đâu rồi? Đệ phải hỏi sư phụ ấy, ta làm sao biết được? Tư Vô Nhai thất vọng thở dài. Khi hai người còn đang thảo luận, Vu Chính Hải đột nhiên xuất hiện ngoài trướng bồng, khẽ gọi, Minh Thế Nhân, sư. Sư đệ, có ở đây không? Đệ đây đại sư huynh. Minh Thế Nhân vội chạy ra ngoài. Thấy trên mặt Vu Chính Hải đầy vẻ mờ mịt bèn hỏi, đại sư huynh lại muốn luận bàn với đệ phải không? Ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đó khi luận bàn với đệ, đao pháp của ta rất hay, chiêu nào cũng khắc chế được đệ. Nhưng vì sao khi luận bàn với Đoan Mộc Sinh thì lại không có chút hiệu quả nào? Thiếu niên Vu Chính Hải ngơ ngác hỏi. Ta đã hỏi Diên Nhi sư muội, muội ấy nói đệ là cao thủ thất diệp, tu vi hiện tại của ta không cách nào có thể thắng đệ. Cho nên, đệ đã nhường ta có phải không? Minh Thế Nhân vội xua tay, đại sư huynh, oan uổng quá, chúng ta luận bàn vốn không dùng tới nguyên khí mà. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo là đây. Tam sư huynh hại ta thật thảm. Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh tay xách Bá Vương Thương đi tới, thấy Minh Thế Nhân và Vu Chính Hải đang trò chuyện, bèn nhân tiện nói, lão tứ, đi nào, chúng ta luận bàn một phen. A, à, nhanh đi đừng có lề mề, đến cả đại sư huynh mà đệ cũng không thắng được, nếu không chịu cố gắng tập luyện thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Bá Vương Thương đâm mạnh xuống đất. Minh Thế Nhân ủy khuất nói, được. Được rồi, ta cũng tham gia nữa, Vu Chính Hải nói. Sau khi ba người rời đi, Phan Trọng và Chu Kỳ Phong bước tới bên ngoài trướng bồng, khom người nói, thất tiên sinh, vào đi. Phan Trọng đi tới báo cáo, thất tiên sinh, tai mắt của ngài đã gửi phi thư về báo là liên minh 12 nước đã được thành lập. Việc nên tới rốt cuộc cũng tới. Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu. Chu Kỳ Phong nói, đám man di này tự tin như vậy. Tu hành giới đã bước vào thời đại trảm kim liên từ lâu, ngay cả Lưu Thương còn bước vào cảnh giới bát diệp rưỡi thì đám dị tộc có lòng tin như vậy cũng là bình thường. Huống hồ gì ta còn hoài nghi phía sau lưng bọn hắn có người thao túng. Tư Vô Nhai nói, Phan Trọng và Chu Kỳ Phong gật đầu. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Chờ sư phụ trở về. Tư Vô Nhai đáp, nếu không có cửu diệp tọa trấn, đừng nói là liên minh 12 nước, cho dù là liên minh 5 nước thì Đại Viêm hiện tại cũng không chống lại nổi. Cùng lúc đó, thiếu niên Vu Chính Hải nhìn Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân luận bàn được một lát, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn bèn nói, hai vị. Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân đồng thời dừng lại, khom người nói, xin đại sư huynh chỉ điểm. Không dám, thiếu niên Vu Chính Hải vẫn chưa quen với thân phận đại sư huynh của mình. Ta muốn luận bàn với sư đệ Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh rất sảng khoái đáp, mời đại sư huynh chỉ giáo. Minh Thế Nhân thoát được một kiếp, trong lòng âm thầm cảm tạ trời đất rồi lui về sau mấy bước. Vu Chính Hải và Đoan Mộc Sinh bắt đầu tiến hành luận bàn. Đại sư huynh, nguyên khí của huynh chưa khôi phục, chúng ta chỉ so đao pháp và thương thuật thôi nhé. Được. Chiêu này của đệ tên là Liệu Nguyên Bách Kích, có thể trong giây lát bộc phát ra trăm đạo công kích. Đại sư huynh hãy tiếp chiêu. Đoan Mộc Sinh vừa huy động Bá Vương Thương vừa giới thiệu. Vu Chính Hải cầm Bích Ngọc đao trong tay, đáp chắc nịch, tới đi. Đoan Mộc Sinh bước nhanh về phía trước, thương ảnh trùng điệp chồng chất lên nhau. Phanh phanh phanh. Trăm đạo thương ảnh đâm vào lưỡi đao khiến Vu Chính Hải bị chấn động phải lui lại liên tục, không hề có chút năng lực chống trả. Minh Thế Nhân đưa tay lên che mắt. Bà mẹ nó, chẳng trách đại sư huynh lại tìm ta hỏi tội. Tam sư huynh ơi là tam sư huynh, sao huynh đánh chẳng chịu nương tay chút nào thế? Mấy đạo thương ảnh cuối cùng ập tới. Phốc, Vu Chính Hải phun ra một ngụm máu. Đoan Mộc Sinh cực kỳ hoảng sợ la lên, đại sư huynh. Hắn lập tức vứt Bá Vương Thương vọt tới. Đại sư huynh. Minh Thế Nhân cũng giật nảy mình lao tới đỡ lấy Vu Chính Hải. Lần này hắn không hề cố kỵ thân phận sư huynh của Đoan Mộc Sinh mà mắng. Tam sư huynh thật là. Biết rõ đại sư huynh chưa khôi phục sao huynh không nhường được một chút. Ta, Đoan Mộc Sinh giật mình, tự trách không thôi. Đại sư huynh, thực lực của đại sư huynh giỏi lắm cũng chỉ giết được Phạn Hải cảnh. Huynh thì hay rồi, huynh là nguyên thần cảnh tứ diệp đã trảm liên. Huynh uy phong biết bao nhiêu, có thể đánh bại đại sư huynh. Minh Thế Nhân vừa truyền nguyên khí vào cơ thể Vu Chính Hải vừa mắng. Hay, là do ta nhất thời đắc ý, chỉ muốn đánh bại đại sư huynh. Đoan Mộc Sinh nâng tay tự tát vào mặt mình một cái. Minh Thế Nhân không nói gì nữa, những người khác cũng lục tục chạy tới. Hai vị trưởng lão, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đều có mặt đông đủ. Đại sư huynh,
mọi người đều lo lắng gọi. Minh Thế Nhân vận chuyển nguyên khí xong, sắc mặt u ám nói, sinh cơ trong cơ thể đại sư huynh hình như đã tiêu hao hết. Tư Vô Nhai bước lên, cúi người xuống bắt mạch cho Vu Chính Hải. Dường như sự thật quá khó tiếp nhận, hai ngón tay Tư Vô Nhai khẽ run lên rồi rời khỏi cổ tay Vu Chính Hải. Thất sư huynh, đại sư huynh như thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi sốt ruột nói, để lão hủ nhìn xem. Phan Ly Thiên bước lên, cũng vươn tay bắt mạch. Chương 758. Phan Ly Thiên vốn bảo trì thái độ lạc quan, dù sao thực lực Ma Thiên Các cường đại như thế, che mưa chắn gió đã bao nhiêu năm. Thủ đoạn của các chủ lại kinh người, muốn bảo vệ mạng sống cho một người cũng không mấy khó khăn. Nhưng sau khi bắt mạch, gương mặt già của Phan Ly Thiên cũng trở nên ngưng trọng hệt như Minh Thế Nhân, hàng chân mày nhíu chặt. Sao có thể như vậy? Phan Ly Thiên bỗng nói lớn. Mọi người tránh ra. Đám người lập tức lùi lại. Phan Ly Thiên nâng tay, hồ lô màu vàng kim bay lên tỏa ra quang mang nhàn nhạt rồi đáp xuống người Vu Chính Hải. Đừng kinh hoàng, lão hủ lấy được hồ lô này trong Hắc Mộc Xâm Lâm, bên trong chứa đựng sinh mệnh lực cường đại. Mấy năm gần đây lão hủ vẫn chưa dùng hết sinh cơ bên trong, nay chỉ có thể áp dụng phương pháp này. Mọi người nhìn hồ lô vàng, ai cũng không ngờ được Phan Ly Thiên lại chịu bỏ ra đại giới như thế. Quang mang màu vàng kim dung nhập vào cơ thể Vu Chính Hải. Phan Ly Thiên lại cúi người xuống bắt mạch lần nữa. Lúc này, trên mặt Phan Ly Thiên đã ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ phương pháp truyền sinh cơ từ hồ lô sang người lại hao phí nhiều tinh lực đến thế. Lão Phan, Phan Trọng bước tới đỡ Phan Ly Thiên. Lão hủ không sao, chỉ hơi mệt một chút. Bắt mạch xong, Phan Ly Thiên nói, lão hủ chỉ có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ thêm một khoảng thời gian ngắn. Lão hủ đã cố gắng hết sức. Đám người lộ vẻ mặt lo âu và tiếc nuối. Đoan Mộc Sinh càng thêm tự trách, đột nhiên đứng lên. Ta phải xuống vực tìm sư phụ, mọi người hãy trông chừng đại sư huynh. Tam sư huynh, đừng lỗ mãng. Chuyện này còn chưa đủ phiền hay sao? Tư Vô Nhai nhíu mày nói. Ta, hầy. Đoan Mộc Sinh thở dài buồn bã. Đây không phải lỗi của huynh, đại sư huynh sau khi phục sinh vốn đã không còn đủ thọ mệnh. Lần phục sinh này thành công hoàn toàn là nhờ may mắn. Huynh và đại sư huynh luận bàn khiến vấn đề này tới sớm hơn một chút, chúng ta cũng có thể nghĩ cách cứu chữa, đây chưa hẳn đã là chuyện xấu. Tư Vô Nhai an ủi. Tuy nói như vậy nhưng Đoan Mộc Sinh lúc này sao có thể nghe lọt tai lời khuyên bảo, hắn ảo não vô cùng, lại không biết phải làm sao. Lúc này, Hải Loa đột nhiên chỉ tay về phía lạch trời, đó là cái gì thế? Đám người quay đầu nhìn sang, thấy trên bầu trời có một luồng khí điềm lành tươi sáng đang chậm rãi bay tới. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi tinh mắt nhận ra, hưng phấn kêu lên. Trên bầu trời, Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch từ từ hạ xuống. Đám người hết nhìn Lục Châu lại quay sang nhìn về phía vực sâu vạn trượng, trong mắt ai nấy đều toát ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ và kinh hỉ. Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên, sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lập tức hô, cung nghênh sư phụ trở về. Cung nghênh các chủ trở về. Lục Châu vừa hạ xuống đã thấy Vu Chính Hải nằm dưới đất, bèn khẽ thở dài. Lão Phu không được nghỉ ngơi một giây phút nào sao? Thật là chẳng thể khiến Lão Phu bớt lo. Tiểu Diên Nhi chạy tới nghênh đón, sư phụ, người hãy cứu đại sư huynh đi. Lục Châu đi tới ngồi xuống bên cạnh Vu Chính Hải, kiểm tra kỳ kinh bát mạch, sau đó thi triển thần thông thiên thư trị liệu. Cũng may trong người Lục Châu lúc này còn một nửa lực lượng phi phàm. Khí tức của Vu Chính Hải rốt cuộc cũng ổn định lại. Đoan Mộc Sinh đứng bên cạnh quỳ sụp xuống nói, là do lỗi của Đồ Nhi, xin sư phụ hãy phạt nặng. Lục Châu không có thời gian trả lời hắn, nhanh chóng cởi túi đồ sau lưng ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hồng Ngư Chi Tâm và Xích Diêu Chi Tâm, trên mặt không khỏi sửng sốt. Đây là cái gì? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ lẩm bẩm. Hải Loa chỉ tay về phía thi thể Hồng Ngư như đang cố gắng nhớ ra điều gì, Hồng Ngư. Xích Diêu, Lục Châu nhìn Hải Loa một cái, không ngờ nàng lại nhận ra chúng. Từ đó có thể chắc chắn Hải Loa là người ở Hồng Liên địa giới, đã từng nhìn thấy Hồng Ngư và Xích Diêu. Xích Diêu, Hồng Ngư, dù là người có kiến thức uyên bác như hai vị trưởng lão cũng hoàn toàn không biết sinh vật này. Lục Châu nói, vật này là Hồng Ngư Chi Tâm, có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Trong tu hành giới, thủ đoạn gia tăng thọ mệnh cực kỳ ít ỏi, mà tăng thọ đan là một trong số đó, chỉ là cách này không thể vượt qua đại nạn thọ mệnh.
Hồng Ngư Chi Tâm có thể vượt qua đại nạn thọ mệnh sao? Tư Vô Nhai nghi hoặc hỏi. Không biết. Lục Châu đáp. Theo ghi chép trong điển tịch, tu hành giả ở Hồng Liên địa giới tu luyện Hồng Liên vốn không hề bị trói buộc thọ mệnh nên cũng không có thứ gọi là đại nạn ngàn năm. Minh Thế Nhân đỡ Vu Chính Hải ngồi dậy, Lục Châu đẩy ra một trường. Hồng Ngư Chi Tâm bay vào miệng Vu Chính Hải. Lục Châu bắt đầu vận chuyển nguyên khí, lát sau mới can dặn, về Lương Châu. Nhớ quan sát kỹ từng biến hóa của Vu Chính Hải. Vâng, tại Lương Châu Thành, trong phủ tướng quân. Sau khi tắm giặt một phen, Lục Châu lệnh cho một mình Tư Vô Nhai đến nghị sự. Tư Vô Nhai đang rất hiếu kỳ về chuyến đi xuống vực của sư phụ, lập tức bỏ hết mọi việc trong tay chạy ngay đến. Sư phụ, Tư Vô Nhai bước vào phòng. Lục Châu chỉ tay về phía quyển điển tịch của nữ tử họ Lạc và bức thư của đế sư nằm trên bàn. Khi nào có thời gian ngươi hãy xem những thứ này. Vâng. Tư Vô Nhai cất kỹ chúng vào ngực áo rồi nói, sư phụ, dưới vực sâu rốt cuộc có những thứ gì? Thế là Lục Châu kể lại những điều tai nghe mắt thấy hắn vừa trải qua và những đúc kết của bản thân. Sau khi nghe xong, tinh thần Tư Vô Nhai bị rung động mạnh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đồ Nhi dù đoán được trong đó có càn khôn nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới nơi đó là một thế giới khác. Tư Vô Nhai nói, đó chỉ là phỏng đoán trước mắt. Ngươi có biết trên đỉnh lạch trời vi sư đã gặp ai không? Xin sư phụ nói rõ. Đế sư Đại Viêm Khương Văn Hư. Đế sư, Tư Vô Nhai cả kinh. Lá thư trong tay ngươi chính là vật hắn lưu lại. Lục Châu nói, Tư Vô Nhai bèn mở thư ra xem, hàng chân mày vặn xoắn lại. Cửu Diệp xuất hiện sẽ dẫn tới tai nạn. Nhưng mà sư phụ người đã là Cửu Diệp từ lâu, nào có thấy tai nạn gì đâu. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 759. Chuyện này, Lục Châu cũng rất bất đắc dĩ. Lục Châu đưa những thứ này cho Tư Vô Nhai là vì hy vọng hắn có thể phát huy năng lực tìm tòi nghiên cứu của mình để tìm ra tin tức mới về Hồng Liên địa giới. Chứ không phải để ngươi tìm ra bí mật của lão phu nha. Mọi việc đều có ngoại lệ. Chuyện về Hồng Liên, vi sư giao cho người. Lục Châu nói, Đồ Nhi sẽ dốc hết toàn lực. Nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi. Tư Vô Nhai vừa định rời đi chợt nhớ đến chuyện của 12 nước bèn nói, sư, phụ, 12 nước đã thành lập liên minh, sớm muộn gì cũng sẽ xâm chiếm Đại Viêm. Lục Châu nghĩ tới đế sư Khương Văn Hư, hẳn những chuyện này đều do hắn ở sau lưng giở trò. Vi sư đã biết, Đồ Nhi cáo lui. Sáng hôm sau, Lục Châu vừa lĩnh hội thiên thư xong, Minh Thế Nhân đã chờ ở bên ngoài gian phòng, khom người nói, sư phụ, đại sư huynh đã tỉnh. Lục Châu mở to mắt, đứng dậy rời khỏi phòng, nói với Minh Thế Nhân đang đợi bên ngoài, dẫn đường. Vâng, hai người nhanh chóng đi tới viện lạc của Vu Chính Hải. Trên đường đi, Minh Thế Nhân tò mò hỏi, sư phụ, con hồng ngư kia rất rắn chắc, Đồ Nhi chém mấy đao mới miễn cưỡng cắt được mình nó. Hồng ngư đến từ vực sâu vạn trượng, đừng hành động lỗ mãng. Ngoài ra viên xích diêu chi tâm kia có thể gia tăng hơn ngàn năm thọ mệnh, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Lục Châu căn dặn, nghe vậy, Minh Thế Nhân cả kinh, vội vàng gật đầu nói, Đồ Nhi tuân mệnh. Không bao lâu sau, hai người đã đến bên giường Vu Chính Hải. Thấy Lục Châu xuất hiện, Vu Chính Hải vừa định ngồi dậy thì Lục Châu đã ngăn lại. Miễn lễ, Lục Châu đẩy ra một trường, năng lượng nguyên khí bao trùm cơ thể Vu Chính Hải. Lục Châu cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể hắn đã khôi phục không ít, vừa vặn khoảng 100 năm tuổi thọ. Minh Thế Nhân đã kiểm tra tình hình của Vu Chính Hải một lần nên rất yên tâm. Đại sư huynh, huynh không sao rồi. Đa tạ. Đại sư huynh, huynh đừng có khách khí như vậy, thật là ngại quá. Lục Châu vuốt râu khẽ nói, ngươi đã ổn định lại. Qua một khoảng thời gian hãy theo vi sư đến Lâu Lan một chuyến. Lâu Lan. Giải khai tâm kết, buông bỏ chấp niệm, ký ức tự nhiên sẽ quay về. Lục Châu nói. Thiếu niên Vu Chính Hải nghe không hiểu, nhưng Minh Thế Nhân lại hiểu rõ, không khỏi thở dài một tiếng. Lâu Lan chính là chấp niệm cả đời của Vu Chính Hải. Thăm Vu Chính Hải xong, Lục Châu xoay người rời đi. Minh Thế Nhân ngồi bên mép giường nói nhỏ, may mà sư phụ trở về kịp thời, nếu không hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi. Trong lòng Vu Chính Hải vô cùng cảm kích nhưng vẫn rất mờ mịt, bèn hỏi, à, ta thật sự là đại đệ tử của sư phụ sao? Không thể giả được.
Minh Thế Nhân đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, bày ra thái độ cực kỳ cung kính hành lễ với Vu Chính Hải, nghiêm túc nói ra ba tiếng, đại sư huynh. Một tiếng đại sư huynh trịnh trọng này khiến trong đầu Vu Chính Hải mơ hồ hiện ra từng tiếng gọi đại sư huynh quen thuộc của chúng sư đệ sư muội. Tiếng gọi len lỏi vào tim hắn như dòng nước ấm khiến đầu ngón tay khẽ run. Tứ sư đệ. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền tới một giọng nói sang sảng, tứ sư huynh. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn sang, nhận ra người vừa đến. Bát sư đệ, sao đệ lại tới đây? Không phải đang ở Thần Đô à? Người vừa tới chính là lão bát Chư Hồng Cộng. Thần Đô đã bình an, ta nhớ sư phụ lão nhân ra người nên đến. Sư phụ đâu rồi? Sư phụ vừa mới về phòng. Minh Thế Nhân đáp. Chư Hồng Cộng nhìn thoáng qua thiếu niên Vu Chính Hải ngồi trên giường, nghiêng đầu hỏi, vị này là? Còn không mau hành lễ với đại sư huynh. Minh Thế Nhân nói. Chư Hồng Cộng lắc đầu cười. Tứ sư huynh, đừng đùa ta. Tuy ta không thông minh như các huynh nhưng cũng không phải là kẻ thiểu năng nha. Vừa nói hắn vừa đi tới bên giường, quàng tay lên vai Vu Chính Hải, xin chào. Thiếu niên Vu Chính Hải câu nệ đáp lại, xin. Xin chào. Minh Thế Nhân câm nín. Ngươi tìm chết, vi huynh không cản nổi. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nói, ấy, nhìn kỹ ngươi trông cũng giống đại sư huynh đó. Vừa nói Chư Hồng Cộng vừa vươn tay bẹo má Vu Chính Hải một cái. Khụ khụ khụ. Minh Thế Nhân ho khan không dứt. Lão bát, chuyện là, đây thật sự là đại sư huynh đó. Đừng đùa mà. Ta vừa từ Thần Đô chạy tới, phi hành suốt chặng đường mệt gần chết nè. Huynh đệ đừng sợ, tứ sư huynh của ta thích nói đùa như vậy lắm, ngươi đừng để ý. Chư Hồng Cộng quay sang cười nói với thiếu niên Vu Chính Hải. Vu Chính Hải tuy câu nệ nhưng không quên lễ phép cười đáp, không ngại. Dù là hắn đã cảm giác được, thậm chí cũng đã tin rằng những người này đều là đồng môn trước đây của hắn, nhưng cảm giác xa cách sau khi phục sinh vẫn khiến hắn rất câu nệ khách sáo. Nghe nói Vu Chính Hải đã tỉnh, những người khác đều lục tục chạy tới chào hỏi. Đại sư huynh, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa dẫn đầu chạy tới, cười chào nói. Chư Hồng Cộng đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiếp theo là Tư Vô Nhai, Phan Trọng và Chu Kỷ Phong. Đại sư huynh, đại tiên sinh. Chư Hồng Cộng quay đầu nhìn lại, thấy cánh tay mình vẫn đang khoác trên vai thiếu niên Vu Chính Hải. Biểu tình hắn dần trở nên cứng ngắc, không được tự nhiên, kéo nhau tới để lừa gạt ta. Đoan Mộc Sinh là người cuối cùng bước vào phòng, trông hắn lúc này như một người khác, gương mặt buồn bã mà trịnh trọng bước tới bên giường rồi quỳ xuống, cầu xin đại sư huynh tha thứ cho ta. Thiếu niên Vu Chính Hải thấy thế vội vàng thoát khỏi cánh tay Chư Hồng Cộng, vọt xuống giường nói, tam sư đệ, mau đứng lên. Phịch, Chư Hồng Cộng lập tức quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Đại sư huynh, ta sai rồi không được sao, huynh đừng giả dạng để lừa ta như vậy chớ. Vu Chính Hải xoay sang nói với Chư Hồng Cộng, mau đứng lên. Ta không đứng lên đâu, đều là sáo lộ hết. Ta sẽ không mắc lừa nữa đâu. Chư Hồng Cộng quỳ dưới đất cầu xin. Minh Thế Nhân bèn đi tới bên cạnh Vu Chính Hải, ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Vu Chính Hải khẽ sửng sốt, sau đó thì thầm một tiếng được. Rồi hắng giọng, chắp tay sau lưng uy nghiêm nói, đứng lên. Chương 760. Đoan Mộc Sinh và Chư Hồng Cộng ngoan ngoãn đứng lên. Vu Chính Hải lại nói, toàn bộ cút ra ngoài. Bọn đệ cút ngay. Đám người vội vàng rời đi. Cút thì cút, thấy ghét, ứ. Tiểu Diên Nhi nắm tay Hải Loa giận dỗi rời khỏi phòng. Minh Thế Nhân xấu hổ gãi đầu, cười nói, đại sư huynh, câu cuối thì hơi quá. Tiểu tổ tông không dễ đắc tội đâu nha. Vậy sao? Vu Chính Hải liếc mắt, nhìn Minh Thế Nhân một cái. Minh Thế Nhân giật mình, vội vàng thu hồi vẻ tiếu táo trên mặt. Đại sư huynh, huynh nghỉ ngơi đi, đệ cũng cút đây. Đám sư đệ sư muội đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại một mình Vu Chính Hải. Lúc này hắn mới thả lỏng ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, trước đây. Ta thật sự hung dữ như vậy sao? Cùng lúc đó, dưới vực sâu, một thanh kiếm tỏa ra quang mang màu đỏ đang không ngừng phi hành song song với mặt biển đen. Ngu Thượng Nhung đứng trên thân kiếm, gương mặt phờ phạc, não hải một mảnh trống rỗng. Hắn đã không nhớ nổi mình bay trên biển đen bao lâu, nhưng hắn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục đi tới. Soạt, bên tai thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cá bay vọt ra khỏi mặt nước.
Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn về phía một con hồng ngư đỏ thẫm ở đằng xa quẫy đuôi vọt lên khiến bọt nước văng tung tóe, bay một đường hình vòng cung rồi lại lặn xuống biển. Thủy quái thật mạnh. Đây là con thủy quái thứ 10 hắn nhìn thấy. Ban đầu Ngô Thượng Nhung còn rất kinh ngạc, về sau đã chết lặng. Vận khí không tệ. Trong 10 lần thủy quái xuất hiện, chỉ có một lần Ngô Thượng Nhung bị nó truy kích đến mức phải liều mạng phi hành đến mất phương hướng. Lúc này đây Ngô Thượng Nhung đã hoàn toàn lạc lối. Hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ thuận theo dòng nước mà bay đi. Có lẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ trở thành thức ăn trong bụng thủy quái, hoặc có lẽ ý chí hắn sẽ tán loạn rồi rơi tõm vào trong biển. Vù, một trận gió mát thổi tới, Ngô Thượng Nhung bỗng giật mình. Gió, trong không gian hắc ám này sao đột nhiên lại có gió? Phải chăng địa hình nơi này đã có biến hóa? Trong lòng Ngô Thượng Nhung dấy lên hy vọng và động lực sinh tồn, hắn gia tăng nguyên khí để tăng tốc bay về phía trước, đồng thời tạo ra một quả cầu cương ấn rọi sáng không gian. Một lát sau, Ngô Thượng Nhung rốt cuộc cũng nhìn thấy phía trước có một tia sáng leo lét như thể đó là lối ra của một sơn động. Ngô Thượng Nhung kinh hỉ, lập tức ngự kiếm bay vụt tới cửa động như sao băng. Vừa bay ra ngoài, tầm nhìn Ngô Thượng Nhung lập tức trở nên khoáng đạt. Bên ngoài cửa động là một bầu trời rạng rỡ với đường chân trời rộng tít tắp. Nguyên khí lưu động khắp nơi trong không gian, dưới đất là rừng cây bạt ngàn. Quay đầu nhìn lại cửa sơn động, nơi đó chỉ còn là một hốc mắt màu đen đang càng lúc càng nhỏ dần. Đây là đâu? Ngô Thượng Nhung cả kinh. Phành phạch. Ở đằng xa, một con loan điểu đang vỗ cánh bay lượn, toàn thân nó lớn vô cùng, sải cánh dài như một thác nước, màu sắc trên thân lộng lẫy bắt mắt. Trên người nó bao phủ một tầng cương khí màu đỏ rực. Trực giác nói với Ngô Thượng Nhung con hung thú này cực kỳ nguy hiểm, tựa như các loài hung thú truyền thuyết trong tứ đại xâm lâm. Chẳng lẽ ta đã tiến vào nơi sâu nhất trong xâm lâm? Ngô Thượng Nhung hạ thấp cao độ, bay ở tầng trời thấp. Hắn bay ngược hướng với con loan điểu, thầm mong không phải chạm mặt nó. Ngô Thượng Nhung bay qua một sơn mạch nhỏ và mấy con sông ngòi mới quay đầu nhìn về phía loan điểu. Loan điểu vừa lượn trên không trung vừa phát ra những tiếng kêu kỳ lạ khiến dã thú dưới đất bỏ chạy tán loạn. Ngô Thượng Nhung lập tức tăng tốc, xuôi chiều gió rời đi. Cho đến khi cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đã khô kiệt không phi hành được nữa, Ngô Thượng Nhung mới đáp xuống một cây đại thụ chọc trời, nằm xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên hắn vẫn không thả lỏng cảnh giác. Khắp nơi đều là hung thú lạ lẫm khiến hắn cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Không biết qua bao lâu, Ngô Thượng Nhung mới từ từ mở mắt. Giấc ngủ này thật dễ chịu, đã rất lâu rồi hắn chưa được nghỉ ngơi. Rõ ràng muốn bảo trì lòng cảnh giác nhưng Ngô Thượng Nhung lại ngủ quên đến say sưa. Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà rực rỡ đất trời. Không biết tại sao, Ngô Thượng Nhung cảm thấy mặt trời nơi đây có vẻ cao hơn bình thường một chút. Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ khiến tâm tình Ngô Thượng Nhung dần được thả lỏng. Kiểm tra lại nguyên khí trong cơ thể thấy đã khôi phục được 8 phần, Ngô Thượng Nhung cầm trường sinh kiếm lên, mỉm cười nói với nó, ủy khuất ngươi rồi, người anh em. Không có vỏ kiếm, hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Thế là Ngô Thượng Nhung cởi trường bào ra, xé đi một đoạn vải vóc bọc lấy thân kiếm đeo trên lưng rồi đạp không phi hành. Bóng tối hàng lâm, Ngô Thượng Nhung cảm thấy rất kỳ quái. Sao vẫn không thấy có người sinh sống? Cho dù là lạc đến các nước dị tộc thì ít nhất cũng phải thấy con người chứ. Vực sâu vạn trượng cách lạch trời không xa, sao bay mãi vẫn chưa đến lạch trời? Không có lạch trời, làm sao quay về Đại Viêm? Đêm xuống, Ngô Thượng Nhung vừa nghỉ ngơi trên một ngọn cây vừa điều tức khôi phục nguyên khí. Khi vừa định nhắm mắt lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một màn khiến người kinh ngạc. Từ xa bỗng đâu bay tới một đám tu hành giả, mà tu hành giả dẫn đầu lại mang theo một tòa pháp thân cao đến 15 trượng sừng sững giữa trời. Sư phụ! Trong lòng Ngô Thượng Nhung lập tức vui mừng, kích động không thôi, không ngờ sư phụ lại đến đây đón mình. Nhưng rất nhanh sau đó Ngô Thượng Nhung lại cảm thấy kỳ quái. Tòa pháp thân 15 trượng kia rõ ràng có màu đỏ nhạt. Bên dưới còn có 9 mảnh liên diệp đang xoay tròn quanh tòa hồng liên tỏa sáng rạng rỡ. Vì sao lại là màu đỏ? Nhớ lại lời lão tứ nói, chẳng lẽ sư phụ lại đang nghiên cứu trò mới? Không đúng. Phía sau đại tu hành giả kia còn có một đống pháp thân thập phương càn khôn, cửu chuyển ẩm dương, ngoài ra còn có một vài pháp thân bách kiếp động minh tam diệp và tứ diệp. Nhưng tất cả pháp thân đều có màu đỏ. Sư phụ có sáo lộ mới thì còn hiểu được, những người khác sao có thể có pháp thân màu đỏ. Trong lúc còn đang nghi hoặc,
Ngu Thượng Nhung đã lùi sâu vào tán cây, thu liễm khí tức. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.